Xin chào toàn thể anh em nhé. Bây giờ shop em tiếp tục lên giới thiệu cho các bác một số cái mẫu ống ngầm soi ong hàng xịn sò các bác. Đấy. Hôm nay bán cho bác giá rẻ tụt quần. Các bác thấy nghe sướng không? Quá sướng đúng không? Vì bây giờ là đang giữa mùa rồi thì em cũng hành lý một số cái mẫu ống ngầm nhé. Đây đều là hàng mới tanh, chưa đập hộp, chưa một lần vặn nắp các bác. Đấy. Các bác nghe rõ nhé, hàng là hàng mới, đấy chứ không phải là hàng cũ, hàng tật, hàng lỗi đâu. Giữa mùa thì bây giờ bán rẻ đấy để thanh lý hết đi, sau em lấy đồ mới. Đầu tiên thì giới thiệu cho anh em con này nhé, sang chảnh, xịn sò này, đẳng cấp này. Đây, trên tay em đang cầm, các bác quan sát nhé. Đây là con E cây, thông số của nó là 10 x 42 ED các bác nhé. Đấy, thông số 10 x 42 ED. Con này khi các bác dùng, các bác chỉnh lấy nét, các bác xoay con lăn ở đây cho em nhé. Đấy, các bác xoay này, các bác xoay từng tí mà thôi. Các bác xoay xa, các bác xoay, xoay gần, các bác xoay. Con này thì thấu kính của nó sẽ là thấu kính ED, thấu kính ED này. Đấy. Hiện tại mẫu này thì em đang bán giá cho anh em rẻ quá các bác nhé. Mẫu này bây giờ giá còn bao nhiêu ạ? 2.350.000. Bao ship tận nhà cho anh em, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận. Đấy, các bác thấy rẻ chưa? Quá là rẻ rồi, khẳng định các bác không chỗ nào rẻ hơn các bác nhé. Bao ship đến tận nhà, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bên em ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc nhé. Các bác chơi thì các bác cố một tí, các bác lấy con này giá chỉ hơn 2 củ tí thôi, mình chơi nó sướng, nó nét. Nói chung là tiền nào thì của đấy rồi. Còn nếu mà rẻ hơn thì em lên cho bác một con này. Con này là con Bushy. Các bác nhìn nó to, hầm hố. Đổi lại các bác được cái gì? Nhìn nó trong, nó nét nhé. Đặc biệt là cái đường chiều này, các bác nhìn cái độ nhìn ngang này, cực kỳ là rộng cho anh em luôn nhé. Cái độ nhìn chiều nhìn ngang này các bác nhé. Đấy, các bác nhìn ngang rất chi là rộng. Con này thì ưu điểm là giá rẻ. Nhìn so với dòng này thì nó 1.8, 1.10 các nhé. Con này 10 thì con này 8. Đấy. Trong tầm tiền hơn 1 triệu khẳng định các bác không có mẫu nào qua mặt được con mẫu Bushy này. Đây, thông số của nó là 10 x 50. Đấy, Bushy này là một thương hiệu khá là nổi tiếng rồi các bác. Đấy, Bushy thương hiệu khá là nổi tiếng. Con này giá bây giờ để cho anh em bao nhiêu ạ? 1.400.000 các nhé. 1.400.000 đã bao gồm cơ khí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. 1.400.000 các bác nhé. Đấy. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, vì con này là trước đây dùng khá là khét. Đấy, khi con mẫu này nó chưa ra, nhưng mẫu này ra thì con này nó cũng chỉ đứng phân khúc thứ 2 thôi. Còn trong tầm giá 1 triệu không có con nào qua mặt được con này. Con này giá là 1.500.000. Con E cây 10 x 42 ED nhé, là 2.350.000. Các bác đang theo dõi video, các bác thích cái con kính, con ống nhòm nào thì các bác gọi điện đến 2 đầu số của shop để đặt hàng nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.